Top những trái doan thần thoại mạnh nhất trong One Piece phần 2. 4. Yuzunomi được cựu tự hoàng Kaido sở hữu, trái Yu cho phép người dùng có thể hóa thân thành một con rồng to tướng. Với khả năng của trái ác quỷ Yu, Kaido được gia tăng sức mạnh đáng kể về mặt thể chất, kèm theo đó là những khả năng vô cùng bá đạo. Ông có thể hủy diệt mọi thứ chỉ trong một cái dậm chân ở dạng rồng, có trên mình lớp vảy cực kỳ cứng cáp. Mà cả Haki cũng khó thể phá hủy được, kèm theo đó là khả năng tạo ra lửa và sấm chớp tấn công đối thủ. Kaido còn có thể sử dụng thành thạo trái Yu, khi có thể dễ dàng chuyển đổi sang các dạng rồng, bán rồng vào người, tăng thêm sự linh hoạt, khiến kẻ địch đối đầu với ông gặp không ít khó khăn. 5. Hitohitonomi Daibutsu là trái ác quỷ hệ doan thần thoại và được sở hữu bởi cựu đô đốc hải quân Sengoku. Trái ác quỷ này mang đến cho người dùng sức mạnh vô cùng ghê gớm. Sengoku khi sử dụng có thể biến bản thân trở thành một vị Phật tổ màu vàng khổng lồ, kèm theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Cả cơ thể của ông được gia tăng, có thể tạo ra sóng xung kích cực lớn, khiến cả băng Zoden khi đối đầu đều phải lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng không trừ bất cứ ai. 6. Nika Nikanomi là một trái doan thần thoại mạnh mẽ và có thể coi là mạnh nhất. Trái Nika được sở hữu bởi nhân vật chính của cả bộ truyện, Luffy. Sức mạnh của nó vô cùng ghê gớm, khiến cho tên của trái này phải bị xóa đi và đổi tên thành Gomu Gomu no Mi thuộc hệ Paramecia. Với khả năng của trái Nika, Luffy có khả năng hóa thành một vị thần mặt trời đầy mạnh mẽ. Hơn thế nữa, dường như trái ác quỷ này đem lại cho người dùng khả năng tạo ra sức mạnh cho bản thân. Nhiều khả năng trong tương lai, Luffy sẽ khai phá được nhiều kỹ năng mới hơn về trái ác quỷ này để chinh phục hành trình trở thành vua hải tặc và băng hải tặc mạnh nhất của bản thân cậu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bạn thích nhất trái doan thần thoại nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo!